Xin chào mọi người. Thì hôm nay là thứ bảy ngày 9 tháng 1 năm 2021. Thì hôm qua là phiên thứ 6 giao dịch cuối tuần. Thì kết thúc phiên giao dịch thứ 6 thì mình thấy có một cái mã cổ phiếu rất thú vị. Thì mình sẽ nói sau đây ở cái video này. Thì cái mã cổ phiếu này mình cũng có nói luôn mọi người là mua trong phiên HTC được ấy. Thì mình sẽ căn cứ vào những cái yếu tố kỹ thuật như này để mình khuyến nghị mọi người là mua ATC. Thì đây là mình xét độ theo góc độ cảm nhận chủ quan của mình thôi. Và mình sẽ xem xét những cái yếu tố kỹ thuật của mã SHB này như thế nào và nhận định vào tuần tới. Còn cái tuần tới mà nó diễn biến như thế nào thì đợi câu trả lời từ thị trường thôi. Chứ cũng không ai có thể đoán chắc được giá cổ phiếu đi như thế nào. Thì tất cả là ý kiến chủ quan. Vậy thôi. Thì mã cổ phiếu mình muốn nói ở đây là mã SHB. Thì SHB vừa rồi thì có phiên thứ 5, thứ 6, hai phiên là khối lượng giao dịch rất tốt. Phiên thứ 5 nó giao dịch đến hơn 43 triệu cổ. Và phiên thứ 6 là giao dịch hơn 28 triệu cổ và có một cái lến doji ở đây. Thì những cái yếu tố kỹ thuật ở đây mình muốn nói tới mọi người. Đây là cái Ichimoku, mây Ichimoku. Thì mây này là mây xanh. Hai cái đường này nó bóc tách nó đi nên này là cổ phiếu đang xu hướng tăng rồi. Mọi người nhìn để hiểu. Thì cái mây này mình bỏ đi ba đường rồi. Có ba cái đường phụ nữa mà mình bỏ đi rồi. Nói chung là hiện tại mình nghĩ không cần thiết coi cái đường đó. Mình chỉ dùng cái giải mây này để cho mọi người dễ hình dung. Thì mọi người cứ hình dung là nó thay đổi từ cái dạng mây đỏ này sang cái mây xanh này là cái xu hướng cổ phiếu nó thay đổi. Và cái mây dạng màu xanh nhạt này là cái xu hướng cổ phiếu nó đang tăng. Thì cái cổ phiếu này đang tăng thì mình nói luôn nhé, nhìn cái dạng mây thế này có thể nói là nó tăng đều đều thôi. Cũng gọi là đều đều ổn định thôi chứ không có gì gọi là mạnh cả với cái dạng mây như thế này. Thì bây giờ nói sơ qua về cái cổ phiếu SHB sau khi kết thúc cái phiên giao dịch cuối tuần ngày mùng 8 tháng 1. Thì mùng 8 tháng 1 nó có một cái nến doji sau khi có một cái nến xanh thân dài ngày thứ năm. Thì nếu mà kẻ một cái đường xu hướng này nối cái đỉnh giá của ngày 22 tháng 12 với ngày mùng 10 tháng 11 thì mình sẽ có một cái đường xu hướng phía trên này là màu hồng. Thì mọi người để ý nối hai cái điểm giá cao nhất của hai cái ngày này, ngày mùng 10 tháng 11 và ngày 22 tháng 12 thì nó cho đường màu hồng này. Và trong cái phiên giao dịch cuối tuần thứ 6 ngày mùng 8 tháng 1 thì giá chạm đến cái đường màu này. Giá thấp nhất là đi 18.9, thế sau đó đóng cửa 19.1. Thì đó là một cái lưu ý về cái đường này, đường xu hướng thứ nhất. Rồi ở dưới này mọi người thấy một cái đường màu hồng khác, màu tím khác, màu tím chứ. Thì ở đường này mình có muốn nói tới đây là đường hỗ trợ. Đường hỗ trợ thì mọi người thấy đấy, trong vòng khoảng độ từ khoảng thời gian là từ ngày mùng 10 tháng 11. Mùng 10 tháng 11 này đến ngày 31 tháng 12 là khoảng độ 7 tuần. Nó đi trong cái vùng hỗ trợ là đi 17. Có một cái ngưỡng hỗ trợ rất cứng 17 ở đây, 7 tuần nó đi. Và sau đó đến cái tuần thứ 8 thì nó mới bung lên đây. Thì cái tuần này mới là cái tuần đầu tiên bung sau 7 tuần đi ngang thôi. Nó tích lũy ở cái vùng giá trên 17 này. Thì mọi người lưu ý vậy. Thì cái phiên cuối tuần vừa rồi đấy, thì cái giá thấp nhất nó rơi xuống 18.9, sau đó nó đóng cửa 19.1. Thì đây là cái đường xu hướng thứ nhất. Nó đóng vai trò hỗ trợ sau khi là cái giá của ngày thứ 5 nó đã vượt lên đóng cửa 19.2. Thì mọi người để ý ở dưới này còn một cái đường màu xanh nước biển nữa, cũng là một cái đường xu hướng tiếp. Là trong trường hợp nó thủng cái đường xu hướng màu tím này, nó rơi xuống đường xu hướng màu xanh nước biển này. Thế vì sao mình lấy cái đường xu hướng màu xanh nước biển này là đường thứ hai ạ? Vì cái đường này là mình sẽ lấy theo giá đóng cửa. Thì mọi người chú ý là cái giá cao nhất thì nó sẽ có một cái đường xu hướng khác, còn nếu mà lấy theo giá đóng cửa thì sẽ có một cái đường xu hướng khác. Thì mọi người để ý đây là cái giá đóng cửa của ngày 22 tháng 12 này và ngày 12 tháng 11 này. Đó. Thì đây mình lại lấy cái ngày 12 tháng 11 và ngày 22 tháng 12.
là lấy hai cái mức giá đóng cửa này. Còn cái đường hỗ trợ ở dưới thì vẫn đúng rồi. Thì đó là trong trường hợp mình mở về nến nhật cho nó nhìn cho nó bao quát thông tin nhiều hơn. Thì trong trường hợp mình dự tính là nếu mà nó thủng cái đường màu hồng này, màu tím này, thì nó sẽ rơi xuống cái đường màu xanh nước biển này. Và nếu mà cái cổ phiếu này rơi xuống cái đường này mà bật lại thì nó vẫn tiếp tục cái xu hướng sau khi nó bứt phá, thì về cổ phiếu này vẫn là ok. Nhưng mình lạc quan hơn thì mình nghĩ là cái đường màu hồng này nó sẽ hỗ trợ tốt hơn thôi. Cùng lắm là chỉ từ cái đường màu hồng tím này trở lên thôi. Chứ mình nghĩ là nó sẽ không chạm tới đường màu xanh nước biển đấy đâu. Thì nhìn ở cái góc độ mà nó bứt phá cái phiên thứ 5 mà cái nến đóng cửa phiên thứ 6 đấy. Và nhìn vào cái mây như thế này đấy. Và nhìn thêm một cái số, cái chỉ số nữa là MACD nó mở mạnh lên trên này, MFI này, tiền vào rất mạnh này. Tổng cộng là đi có khoảng độ 5 phiên liên tiếp rồi. Tiền vào là kéo lên đây rồi. Chuẩn bị MFI chuẩn bị vượt 80 rồi. RSI thì vẫn ngưỡng trên 70. Vậy thì những cái chỉ số còn lại là rất là tốt. Không có gì phải lăn tăn ở đây cả. Bollinger Band thì nó vượt ra giải một xíu nhưng nó chưa quay lại và nó gặp phải cái đường xu hướng màu hồng tím này. Và chắc chắn là tuần sau là nó sẽ kéo lên thôi. 7 tuần tích lũy ở cái vùng giá trên 17 này thì mới sang tuần thứ 8 nó mới bung thôi. Bung đâu đó khoảng độ mới tầm hơn 10% thôi. Thì đâu đó dự đoán mình dự tính tuần sau là từ 7 đến 10% nữa là nó sẽ bung thêm. Thì cái khối lượng giao dịch đang là rất tốt đấy, tiền vào rất tốt hai cái phiên cuối tuần. Thì bây giờ là nhìn ở cái góc độ chart ngày thì nó vậy, còn nhìn bao quát xa hơn thì có cái gì đáng nói ở đây ạ? Thì mình có muốn nhấn mạnh với mọi người một cái điều nữa là trong cái sách phân tích kỹ thuật mà mình có giới thiệu với mọi người đọc đấy ạ, hoặc là mọi người kiểm tra trên Google đấy, thì nó có nói tới là sóng Elliott. Thì mọi người kiểm tra Google xem Elliott là nó như thế nào, hoặc là đọc sách. Thì bây giờ là mọi người chỉ để ý vào mấy cái chấm chấm đầu dòng này cho mình. Thứ nhất là cái sóng Elliott là nó sẽ gồm sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4, sóng 5. Trong khi đó là sóng 1, sóng 3, sóng 5 là sóng đẩy, còn sóng 2, sóng 4 là sóng chỉnh. Thì ở đây nó nói là ba quy tắc bắt buộc khi đếm sóng Elliott này, bao gồm sóng 2 là không được hiệu chỉnh quá điểm bắt đầu của sóng 1 này. Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất này. Sóng 4 không được đi vào vùng khu vực của sóng 1. Ok, vậy thì mọi người nhớ ba cái chấm đầu dòng này cho mình thôi. Mình nói trong phạm vi ba cái chấm này. Vậy thì bây giờ quay lại cái cổ phiếu SHB này thì nhìn bao quát cái khung thời gian như thế nào? Thì mình có thể thấy nó tương đồng với cái lý thuyết về sóng Elliott này. Thì mọi người nhớ ba cái chấm này cho mình ạ. Mọi người check trên Google là nó sẽ có cái mục này đấy ạ. Không có gì khó đâu ạ. Thì sóng Elliott là một trong những sóng rất phổ biến và cũng khá là phổ biến trong giao dịch chứng khoán, chắc kỹ thuật đấy ạ. Thì bây giờ mình sẽ mở thằng SHB này, chắc kỹ thuật dưới đồ thị tuần. Thì mình có vẽ đây cho mọi người dễ hình dung này. Chân sóng là đây, chân sóng là khoảng độ tháng 9 năm 2016 này. Sóng 1 này, đi tạo đỉnh là đâu đó khoảng độ tháng 3 năm 2018 này. Đây là mình lấy giá theo đóng cửa thôi nhé mọi người. Chứ mình không mở nến nhật. Nến nhật thì cái giá cao nhất, thấp nhất nhiều khi là nó còn vượt qua cái ngưỡng đóng cửa này. Thì như mọi người biết là biến động giá cao nhất, thấp nhất trong vòng một phiên nhiều khi là nó khác hoàn toàn với giá đóng cửa. Rồi sóng 2 là cái điểm kết thúc của sóng 2 đâu đó là tháng 12 năm 2019. Sau đó là đến sóng 3 là đỉnh của sóng 3 đâu đó là tháng 4 năm 2020. Sóng 4 nó chỉnh thì cái đáy đâu đó là nó là của năm 2000 tháng 7 năm 2020. Thì mọi người nhớ nhé, cái điểm kết thúc của sóng 4 chỉnh này với lại cái điểm lập đỉnh của sóng 1 cũng như là điểm bắt đầu sóng chỉnh 2 này là cái điểm số 4 này với cái điểm số 1 này
là nó nằm trên cái đường kháng cự này. Lên đây lập đỉnh này, xuống đây tạo đáy này, vượt kháng cự này, tăng tạo sóng ma này, rơi xuống này, kháng cự trở thành hỗ trợ này, bung lên này. Thì bây giờ cái giá của SHB đang giao dịch là mình nghĩ là nó rơi vào sóng lăng. Chân sóng là cái mức kháng cự đây. Mức hỗ trợ chứ. Và cái điểm kết thúc của sóng 4 ở đây. Thì mọi người lưu ý sóng Elliott đây ạ. Sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4, sóng 5. Trong khi đó là sóng 1 này đẩy, sóng 3 đẩy, sóng 5 đẩy, nó gọi là sóng tăng. Sóng 2 chỉnh, sóng 4 chỉnh, và sóng 4 này nó không đi vào cái khu vực của sóng 1 với sóng 2. Thì đây, nó không đi vào khu vực của sóng 2, nhưng mà người thấy đây. Sóng 4 không đi vào khu vực của sóng 1. Ok, sóng 4 không đi vào khu vực của sóng 1. Vậy là sóng 4 nó đóng cửa, nó kết thúc điều chỉnh ở đây. Và cái điểm này nó nằm đúng vào cái điểm lập đỉnh của sóng 1. Đỉnh của sóng 1 sau đó trở thành cái điểm hỗ trợ và là chân của sóng 5. Thì cái giá hiện tại của SHB là đang đi trong cái khung sóng 5 đấy. Thì cái sóng 5 này, cái giá hiện tại theo cái nến đóng cửa tuần vừa rồi là nó đã cao hơn đỉnh của sóng 3 rồi đấy. Thì về lý thuyết thì đâu đó là nó gần như là sẽ đang trong cái quá trình đi hoàn thiện cái sóng 5, sóng theo mô hình sóng Elliott. Thì mình sẽ kẻ một cái đường xu hướng lối từ đỉnh sóng 1 và đỉnh sóng 3. Thì nó là cái đường màu tím này. Thì dự báo đâu đó là từ cái giá đóng cửa 19.1 của cái ngày 8 tháng 1 này thì nó sẽ đi thêm một khúc đâu đó là khoảng độ 7-10% hoặc có thể hơn. Nhưng mình lấy cái dự báo nó khiêm tốn là khoảng độ từ 7-10% thôi. Tính từ cái thời điểm kết thúc cái phiên giao dịch ngày 8 tháng 1. Thì đó, đây là một cái số ít mã. Mình thấy là nếu mà nhìn theo chiếu theo lý thuyết của sóng Elliott là nó có cái gì đó là khá tương đồng. Thì đó là một cái gì đó nó là tương đồng áp dụng từ lý thuyết sách vở. Thì lý thuyết sách vở này thì cũng là những cái nhà đầu tư kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm mà họ có cái thành tích nhất định. Họ viết thành sách thì chắc chắn là nó sẽ đúng với lại thực tế giao dịch thôi. Nhưng quan trọng là trong cái lúc giao dịch ấy, thì mình gặp cái mã cổ phiếu nào hoặc là một cái cách nhìn của mình thế nào để mình nhìn thấy thôi. Thì đó là một số lưu ý của mình về cái cổ phiếu SHB cho mọi người để ý. Thì mình nhìn ở đây là mình có nói thêm một số ý liên quan đến sóng Elliott. Còn nếu mà giao dịch mà đánh T cộng hay là đánh nước sóng thì chắc chắn là đây, nhìn khung thời gian tuần và nhìn theo sóng Elliott này, là sóng này là nó diễn biến là theo như mình đây là từ 2016 này, tháng 9 2016 này, mà bây giờ là tháng 1 thì đâu đó là chưa tới 4 năm nhưng cũng khoảng độ hơn 3 năm rồi. Một cái sóng mà nó đi như này là cũng tương đối là dài đấy. Nếu mà mình nhìn chủ động bao quát xa hơn thì mình giao dịch sẽ rất là khỏe cái con này đấy. Thì đó là một số lưu ý của mình, cá nhân mình với mọi người về cái lý thuyết sách vở mà nó đi vào thực tế là nó như thế nào, mà cụ thể ở đây là sóng Elliott. Thì mọi người lưu ý nó là như vậy. Thì quay trở lại với cái chart ngày của SHB. Thì kỳ vọng tuần tới thì SHB vẫn tăng thôi, tăng đâu đó khoảng độ từ 7-10% cũng là rất tốt trong cái thời điểm thị trường hiện tại rồi. Thì đó là một số lưu ý của mình đối với các bác về cái cổ phiếu SHB. Thì đây là mình thấy có cái điểm thú vị tương đồng từ SHB liên quan đến chart kỹ thuật. Đối với lý thuyết sách vở thì mình có nói với mọi người thôi. Và mình có một số cái đánh giá theo cái cảm tính cá nhân của mình. Thì mọi người xem tham khảo. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.